Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng xuất hiện mưa do ảnh hưởng của bão Trà My. Cơ quan chức năng đã có thông báo cấm biển. Thành phố cũng cho tạm dừng lưu thông đường lên bán đảo Sơn Trà từ chiều 26 tháng 10. Người dân Quảng Nam đang hối hả chẳng chống nhà cửa, kéo tàu thuyền lên cao trước diễn biến phức tạp của bão Trà My. Phản ánh của khán giả Hồ Nam có số điện thoại 0979 và số cuối 234. Ảnh hưởng từ bão số 6 đang hoạt động trên Biển Đông, vùng biển Khánh Hòa có sóng to. Một tàu cá của ngư dân Phú Yên đang neo đậu tại đây đã bị đánh vỡ. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 và số cuối 904. Bà con nông dân huyện Cái Nước, Cà Mau chủ động trang bị máy nổ và motor điện, sẵn sàng bơm tắt nước để cứu lúa khi có mưa lớn kéo dài. Chia sẻ của khán giả Khánh Hà có số điện thoại 0874 và số cuối 524. Mô hình camera an ninh giám sát an ninh, trật tự mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phản ánh của khán giả Trần Thị Tím có số điện thoại 0972 và số cuối 347. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành công văn về việc cấm các phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà giao công an chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng được đề nghị tổ chức cắt đường, cấm người và phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà, trừ xe công vụ. Thời gian tạm cấm đường từ 17 giờ ngày 26 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Có 3 vị trí chốt chặn tại nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà, đường lên hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và đường bê tông quân sự lên bán đảo Sơn Trà. Đối với các cơ sở lưu trú trên bán đảo phải đăng ký số xe, số lượng người, kèm theo cam kết bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nếu có nhu cầu lưu thông. Cùng ngày, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã thông báo tạm dừng hoạt động tắm biển và các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước kể từ chiều hôm nay 26 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã có công văn cấm người và tàu thuyền xuất bến khai thác và làm du lịch khai thác hải sản hoạt động trên biển kể từ 17 giờ ngày 25 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, sau tăng lên cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động rất mạnh. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng và các khu vực phụ cận. Ngày 26 tháng 10, tranh thủ những lúc trời ngớt mưa, người dân tại tỉnh Quảng Nam đã gấp rút chẳng chống nhà cửa để ứng phó bão Trà My, bão số 6. Trưa 26 tháng 10, lực lượng đồn biên phòng Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ ra quân hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn chẳng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương đã gắn bảng thông báo cấm người dân và du khách tắm biển. Đồn biên phòng Tam Thanh đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện để sẵn sàng sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp nếu cơn bão số 6 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Nam. Tại xã ven biển Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, tổ công tác Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, dân quân thường trực và lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương giúp dân đưa tàu thuyền vào bờ an toàn, tiến hành chèn chống nhà cửa cho các hộ gia đình neo đơn, già yếu và nhà cấp 4 không kiên cố. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống các xã ven biển để phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân về phòng chống cơn bão số 6, giúp nhân dân đưa tàu thuyền vào bờ an toàn, chèn chống nhà cửa.
Vào chiều ngày 25 tháng 10, do ảnh hưởng cơn bão số 6 đang đi vào Biển Đông, vùng biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa biển động sóng lớn. Một chiếc tàu đánh bắt loại lớn của ngư dân Phú Yên đã bị sóng to đánh vỡ tan nát, trôi dạt vào bờ biển Ba Làng thuộc phía bắc thành phố Nha Trang. Ghi nhận trên dải bờ biển Ba Làng sát với tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang, một chiếc tàu đánh bắt biển khơi của ngư dân tỉnh Phú Yên mang biển số đăng ký PI31026TS đã bị các con sóng to đánh vỡ gãy làm nhiều khúc. Thân tàu vỡ tan nát trôi theo sóng biển dạt vào bờ biển Ba Làng thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an Khánh Hòa đã đến hiện trường tiến hành việc kéo các mảnh vụn thân tàu, trục vớt các thiết bị máy móc của tàu đang bị cuốn theo sóng biển. Vụ việc đã thu hút rất đông người dân và du khách chứng kiến. Do bất cập trong công tác quản lý kéo dài nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân trồng cây keo lấy gỗ ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang đứng trước tình trạng không thể khai thác khi cây đến tuổi. Người dân ở đây mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp bởi mùa mưa bão đến gần sẽ gây ngã, đổ cây, thiệt hại lớn về kinh tế. Vụ mùa năm 2024, bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm trên địa bàn huyện Cái Nước đã xuống giống hơn 1.500 ha. Tập trung ở các xã Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hỏa Mỹ. Đây là năm nông dân huyện Cái Nước gieo trồng lúa tôm đạt cao nhất kể từ khi thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất đến nay. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan không theo quy luật tự nhiên, hơn nữa, sản xuất lúa tôm phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, bà con nông dân đã có ý thức chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ngay từ đầu vụ, bằng cách thuê cơ giới gia cố bờ bao chắc chắn để chống rò rỉ và xâm nhập mặn. Thì xả xuống thì bơm chừng nào thì canh nào thì lúa, từ lúa thì mình chấm bỏ nước được thì mình bỏ, chứ mỗi năm thì còn phải có nhiều hơn những năm rồi. Xả xuống trời nắng mắt lấy nước vô, đặc biệt hôm nay xả xuống rồi là chỉ mưa tới thì chỉ tát cái nước ra để canh chừng nào để bỏ nước là mình bỏ, chứ không có phải lệ thuộc chỗ mà lấy nước mặn vô nữa, lấy nước sông vô nữa. Để chủ động phòng chống ngập úng sau gieo xạ, bà con còn chủ động trang bị từ 1 đến 2 phương tiện bơm nước để kịp thời xử lý khi có mưa lớn kéo dài. Trong đó, phương tiện motor bơm tắt nước được sử dụng nhiều nhất, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tổng gài là thấy mưa hơi bị khá nhiều. Rồi là bơm là bạn nếu như mà nông dân mà nếu có ấy, thì điều kiện là bơm mang cái motor loại chừng 2.5 á, bơm nó lợi hơn cái tiền cái máy mình, máy xăng, máy dầu. Đây là diện tích lúa tôm của gia đình ông Nguyễn Văn Út ở ấp Cái Rắn A, xã Phú Hưng với diện tích hơn 1 hecta. Mặc dù đây là năm đầu tiên gia đình ông thực hiện mô hình lúa tôm kết hợp, nhưng nhờ chủ động trong khâu cải tạo đất, rửa mặn, lựa chọn giống lúa phù hợp để gieo xạ, cùng với việc mua máy bơm để ứng phó khi thời tiết có mưa lớn kéo dài, nên ruộng lúa của gia đình ông phát triển tốt ngay sau khi gieo xạ. Bây giờ phải mình chạy liên tục, mưa là chạy hoài, như rớt hoặc mưa chạy, rớt mưa chạy. Từ nào rớt mưa mình chạy cho vừa lặn mình nghỉ. Chứ mưa mà không trực máy không được. Hỏi mình cần cho đúng là nó mới ấy, từ 5 phân giờ ấy, cỡ này cho một đất vừa kiềm công tắc hoài. Tìm cho trái lúa có đồng với mấy lúa mấy chúng. Để giúp bà con sản xuất thành công vụ lúa tôm, huyện Cái Nước đã phối hợp với các xã vùng sản xuất lúa tôm và đơn vị quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau vận hành hệ thống cống tiêu vùng, chủ động ngăn mặn khi chiều cường lên cao. Phòng nông nghiệp và phát triển huyện Cái Nước đã phối hợp với trung tâm khai thác các công trình thủy lợi Cà Mau đã cùng với các xã như là Thạnh Phú, Phú Hưng thì hiện nay đó là tổ chức cho vận hành đóng cống một chiều, nước lớn thì chúng ta đóng, nước ròng chúng ta xả, thì một mặt là vừa đó là bảo vệ được cái trà lúa chống ngập úng, mặt khác là đảm bảo cho cái việc lưu thông đi lại của bà con nhân dân. Với sự chủ động trong sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn hy vọng vụ lúa trên đất nuôi tôm năm 2024 của nông dân huyện Cái Nước sẽ đạt được vụ mùa bội thu.
Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, mô hình camera an ninh, giám sát an ninh trật tự đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ ngày có những chiếc camera giám sát an ninh trên tất cả các tuyến đường, ông Trần Ngọc Thái ở tổ dân phố Đồng Đình, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cũng như người dân nơi đây cảm thấy an tâm khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có người trông coi 24/24. Người dân quen dần với sự hiện diện của những mắt thần như thế này ngay trong từng ngõ, hẻm, giữ lòng thành phố. Chúng tôi là vừa là một người dân, cũng là người có cái trách nhiệm về lĩnh vực an ninh trật tự. Chúng tôi rất thử là an tâm, bất kể ngày đêm, và cái tội phạm ở trên địa bàn nó đã giảm được rất nhiều. Cái hệ thống camera này đã giúp cho lực lượng công an kịp thời nắm bắt được các cái tình hình vụ việc diễn ra theo cái thời gian thực, góp phần điều tra truy xét các cái vụ việc bị nổi xảy ra, rồi xử lý kịp thời các cái việc vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng Hải là địa phương đầu tiên của thành phố Đồng Hới triển khai xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trật tự từ tháng 10 năm 2017. Từ hiệu quả của mô hình, đến nay, thành phố Đồng Hới đã nhân rộng mô hình ra 13 trên 15 xã phường với gần 1.300 camera. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp hình ảnh, chứng cứ cho lực lượng công an với 103 vụ việc vi phạm pháp luật, xử lý 132 đối tượng có liên quan, góp phần quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì hiện nay một số địa phương có một số cái cách làm rất linh hoạt, đó là huy động các cái camera sẵn có của các cái hộ dân ở trên địa bàn để tích hợp vào cái hệ thống. Cái thứ hai là kêu gọi các hộ gia đình rồi các cơ quan doanh nghiệp ở trên địa bàn chung tay đóng góp và xã hội hóa để phát triển cái mô hình này được nhanh chóng và đảm bảo hiệu quả. Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ cao vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để nhân rộng mô hình này, hiện nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của người dân, từng bước xã hội hóa nguồn kinh phí xây dựng mô hình hiệu quả này. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc máy gieo hạt tự động 1 giờ có thể hoàn thành hơn 480 vỉ hạt giống, nâng cao năng suất lao động cho mỗi vườn ươm, dù là vườn ươm nhỏ, hộ gia đình. Đây là thành quả sau nhiều năm tự mày mò và chế tạo của một nông dân ở phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại gia đình ông bà Ngô Văn Tú và Khúc Thị Lệ vừa chế tạo máy móc, vừa sản xuất những cây rau giống đạt chất lượng. Họ là những nông dân điển hình, sáng tạo giỏi, sản xuất hay. Ông Ngô Văn Tú từng có dịp đi thăm các công ty chuyên sản xuất rau giống tại huyện Đức Trọng. Về nhà, ông quyết tâm nghiên cứu, tự chế tạo máy móc, giúp việc cho người nông dân sản xuất giống rau. Thời điểm đó, hầu hết vườn ươm tại Bảo Lộc đều làm thủ công, từ xúc đất vào vỉ, gieo hạt trong vỉ để ươm cây. Tất cả đều làm bằng tay. Đồng thời, do gieo bằng tay, việc xót hạt, dính hạt là không tránh khỏi. Một vỉ rau có hộp 2-3 cây, có hộp không có cây nào, nhà vườn phải sử dụng nhân lực để gieo bù. Chính vì thế, chất lượng vỉ rau giống không đồng đều, cây to, cây nhỏ. Điểm rất đặc trưng máy gieo hạt do ông Ngô Văn Tú làm ra đó là nhỏ gọn, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Sau nhiều năm mày mò, vào năm 2007, ông Tú cho ra đời dàn máy đầu tiên gồm bộ ba máy xay đất, máy vào bầu đất và máy gieo hạt. Cái thời điểm ngay từ ban đầu thì nó cũng máy nó cũng chưa được hoàn hảo lắm. Thì dần dà mình làm thì mình cải tiến, thì mình khắc phục. Thì cái máy này thì nó có cái ưu điểm là làm phần cơ, nó chạy ở trong cái môi trường nhớt, nó cái độ bền của nó cực kỳ cao, và cái sửa chữa hỏng hóc các thứ thì nó dễ sửa chữa, mà cái hoạt động làm thì ai cũng làm được, bày qua sơ là làm được, không phức tạp như nhiều cái loại máy khác. Ngoài việc chế tạo máy để cung cấp cho bà con, bản thân gia đình ông Ngô Văn Tú cũng có một vườn ươm cây giống phục vụ cho nông dân lân cận. Vườn ươm vừa tận dụng được máy móc của gia đình, vừa là nơi để ông rút ra kinh nghiệm thay đổi vườn ươm cung cấp đầy đủ các loại rau củ. Chị với anh có suy nghĩ là hay là
mình cũng làm ra được máy gieo hạt như vậy thì mình có thể mở máy ươm, mở vườn ươm. Thế rồi nhà chị cũng nói đúng rồi đấy. Thì mình cứ thử làm xem thế nào, tại vì cái nhu cầu ở Bảo Lộc thì nó cũng chưa phát triển mấy. Thế rồi cũng quyết tâm làm, tại vì cũng thấy mấy vườn người ta làm cũng xa xa đây thôi, nói chung là ngoài rìa Bảo Lộc. Sau đó thì hai vợ chồng chị cũng có ý tưởng đó rồi cũng mở mang ra để làm các loại rau, bởi vì nó đa dạng, nào là cải ngọt, cải ngồng, cải thìa, bó xôi, xà lách, rồi thì các cái dòng bầu bí mướp, cây ăn trái là có hết, cà, các loại cà luôn. Rồi thì ví dụ như là như đợt này vườn chị là làm rất là nhiều ớt xin xanh, tức là cứ mỗi đơn đặt hàng là nó tầm 5 đến 10.000 rồi đến 20.000 cây, thì cứ bình quân một lần chị làm khoảng 50.000 cây ớt xin xanh nữa. Máy gieo hạt của nhà ông Tú, bà Lệ chế tạo là máy cơ chạy trong môi trường nhất, dễ sử dụng, nếu hỏng hóc cũng dễ sửa. Mặc dù công suất trung bình, nhưng máy con thoi 07 chuyên gieo hạt đạt công suất tới 480 vỉ một giờ, bằng với 5 đến 6 người chuyên gieo hạt bằng tay. Với những người chưa quen công việc, có thể điều chỉnh tốc độ để máy hoạt động chậm lại, giúp nông dân dễ thao tác hơn. Máy nhỏ, dễ sử dụng và thao tác, nên rất nhiều nhà vườn khu vực Bảo Lộc cũng như các huyện lân cận đều tìm tới đặt hàng. Cây gió bầu trên 100 tuổi, cao 17 mét, phát trầm hương toàn thân rất hiếm thấy, vừa được phát hiện trong khu vườn của một hộ dân ở Phú Quốc. Thông tin một người dân ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khai thác được cây trầm hương lớn trong đất vườn nhà đã xôn xao giữa buôn trầm những ngày qua. Chủ nhân của cây trầm hương khủng này là ông Hà Thanh Hưng, một người dân gốc Phú Quốc. Ông Hưng cho biết cây gió bầu phát trầm toàn thân này có tuổi đời trên 100 năm, là cây rừng tự nhiên mọc trên khu đất vườn của gia đình bên vợ ông ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Gốc cây có bề hoành 3 mét, trổ ra thành 2 chi cao khoảng 17 mét. Ông Hưng kể, vào đêm mưa dông rất to xảy ra vài tháng trước, một nhánh chết của thân cây bị gãy, người hàng xóm phát hiện tại vết cây gãy phát ra hương thơm nên nói lại với gia đình ông Hưng. Sau khi đến xem cây, ông Hưng đốt thử nhánh cây bị gãy thì tỏa ra khói trắng cùng hương thơm đặc trưng của gỗ trầm. Tham khảo một số tài liệu về trầm hương cho thấy đây là cây gió bầu đã phát trầm quý hiếm, nên ông cho người khai thác mang vào nhà bảo quản. Do cây rất to và dài nên ông cắt bớt một phần ngọn, giữ lại gốc rễ và phần thân cây khoảng 13 mét. Sau khi di chuyển cây về nhà, ông Hưng thuê thợ trầm từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về gia công. Khi bóc tách vỏ và cắt bỏ một lớp ngoài khoảng 5 cm, người thợ trầm cho biết cây gió bầu này đã phát trầm từ rễ đến ngọn. Hiện cây trầm hương này được ông Hưng bảo quản trong nhà kho lớn tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Ông cho biết đã có nhóm dân buôn trầm từ Đắk Lắk nghe tin tìm đến trả giá 40 tỷ đồng. Nhưng ông còn do dự vì chưa khám phá hết được những gì còn ẩn chứa bên trong khối gỗ nặng trên 2 tấn này. Theo nhiều tài liệu, trầm hương tự nhiên có giá trị rất lớn, có loại trầm quý đến hàng chục tỷ đồng 1 kg. Nhiều món hàng trang sức chế tác từ trầm hương còn được ví là quý hơn vàng. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành công văn về việc cấm các phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà giao công an chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng được đề nghị tổ chức cắt đường, cấm người và phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà trừ xe công vụ. Thời gian tạm cấm đường từ 17 giờ ngày 26 tháng 10 đến khi có thông báo mới. Phản ánh của khán giả Minh Ngọc có số điện thoại 0937 3 số cuối 421. Ngày 26 tháng 10, tranh thủ những lúc trời ngớt mưa, người dân tại tỉnh Quảng Nam đã gấp rút chằng chống nhà cửa để ứng phó bão Trà My, bão số 6. Trưa ngày 26 tháng 10, lực lượng đồn biên phòng Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ ra quân hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương đã cắm bảng thông báo cấm người dân và du khách tắm biển. Đồn biên phòng Tam Thanh đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện để sẵn sàng sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp nếu cơn bão số 6 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Nam. Phản ánh của khán giả Hồ Nam có số điện thoại 0979 3 số cuối 234.
Vào chiều ngày 25 tháng 10, do ảnh hưởng cơn bão số 6 đang đi vào Biển Đông, vùng biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, biển động, sóng lớn. Một chiếc tàu đánh bắt loại lớn của ngư dân Phú Yên đã bị sóng to đánh vỡ, tan nát, trôi dạt vào bờ biển Ba Làng thuộc phía bắc thành phố Nha Trang. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn công an Khánh Hòa đã đến hiện trường, tiến hành việc kéo các mảnh vụn thân tàu, trục vớt các thiết bị máy móc của tàu đang bị cuốn theo sóng biển. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Để bảo vệ diện tích lúa trên đất nuôi tôm, bà con nông dân huyện Cái Nước, Cà Mau đã chủ động trang bị máy nổ và motor điện, sẵn sàng bơm tắt nước để cứu lúa khi có mưa lớn kéo dài. Với quyết tâm sản xuất thành công vụ lúa trên đất nuôi tôm năm 2024, cùng sự chủ động trong sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn hy vọng vụ lúa trên đất nuôi tôm năm 2024 của nông dân huyện Cái Nước sẽ đạt được vụ mùa bội thu. Chia sẻ của khán giả Khánh Hà có số điện thoại 0874 3 số cuối 524. Do bất cập trong công tác quản lý kéo dài nhiều năm, đến nay, hàng trăm hộ dân trồng cây keo lấy gỗ ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang đứng trước tình trạng không thể khai thác khi cây đến tuổi. Người dân ở đây mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp, bởi mùa mưa bão đến gần sẽ gây ngã đổ cây, thiệt hại lớn về kinh tế. Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Vì vậy, các ngành chức năng tại Hà Tĩnh cần sớm có giải pháp để xử lý một cách hợp tình, hợp lý, đúng quy định. Phản ánh của khán giả Ngọc Hà có số điện thoại 0939 3 số cuối 841. Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, mô hình camera an ninh giám sát an ninh trật tự đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để nhân rộng mô hình, hiện nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ của người dân, từng bước xã hội hóa nguồn kinh phí xây dựng mô hình hiệu quả này. Phản ánh của khán giả Trần Thị Tím có số điện thoại 0972 3 số cuối 347. Một chiếc máy gieo hạt tự động, một giờ có thể hoàn thành hơn 480 vỉ hạt giống, nâng cao năng suất lao động cho mỗi vườn ươm. Dù là vườn ươm nhỏ, hộ gia đình, đây là thành quả sau nhiều năm tự mày mò và chế tạo của một nông dân ở phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, gia đình ông bà Ngô Văn Tú và Khúc Thị Lệ vừa chế tạo máy móc, vừa sản xuất những cây rau giống đạt chất lượng. Họ là những nông dân điển hình, sáng tạo giỏi, sản xuất hay. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh có số điện thoại 0963 3 số cuối 854. Cây gió bầu trên 100 tuổi, cao 17 mét, phát trầm hương toàn thân rất hiếm thấy, vừa được phát hiện trong khu vườn của một hộ dân ở Phú Quốc. Hiện cây trầm hương này được ông Hưng bảo quản trong nhà kho lớn. Ông cho biết đã có nhóm dân buôn trầm từ Đắk Lắk nghe tin đến trả giá 40 tỷ đồng, nhưng ông còn do dự vì chưa khám phá hết được những gì còn ẩn chứa bên trong khối gỗ nặng trên 2 tấn này. Theo nhiều tài liệu, trầm hương tự nhiên có giá trị rất lớn, có loại trầm quý đến hàng chục tỷ đồng 1 kg. Chia sẻ của khán giả Tào Minh Vũ có số điện thoại 0938 3 số cuối 824.
Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.